HCTV6 phim 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Sau khoảng thời gian cách ly theo quy định tại khách sạn, thì vào chiều qua, cầu thủ và thành viên ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã được xả trại để trở về với gia đình. Toàn đội sẽ tập trung trở lại vào ngày 25 tháng 10 để chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Nhật Bản và Ả Rập Xê Út. Có một số ít thành viên sẽ vào Nam thăm gia đình như thủ môn Tấn Trường hay tiền đạo Tiến Linh, còn đa số sẽ ở lại khu vực miền Bắc. Huấn luyện viên Park Hang-seo từng cho cả đội xả trại sau hai trận đấu hồi tháng 9, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các chuyến bay bị hạn chế. Lúc này, ông Park đang cùng đội U23 Việt Nam ở Kyrgyzstan để tham dự vòng loại giải U23 châu Á. Chỉ đến đầu tháng 11, nhà cầm quân người Hàn Quốc mới về đến Hà Nội và có khoảng 9 ngày để chuẩn bị bước vào loạt trận tiếp theo ở vòng loại thứ 3. Kênh truyền hình SCTV6, phim 360 hoàn toàn mới.